ba bộ nồi á. Tổng số em bán ba bộ nồi á. Hả? Không ạ. Ý là ba bộ nồi hôm bữa em đi xuống em cầm ba. Đâu? Ba bộ ở đâu? Mang đi rồi, giống gửi đi rồi, em sửa rồi. Để cho mấy bộ ngon luôn mang về cứ thế mà đó. Đó, miếng cổ chứ. Ừ, cứ thế mà ăn tiền thôi. Có. Hello anh em nha. Mày mấy cây. Hello cả nhà nha. Chủ 10 giờ về mai ngủ đó. Rồi tất cả anh em nào bị sang con thì ngày mai bắt đầu mình gửi nhá. Đấy, số lượng anh em đặt là khá là đông. Thì cái này nó giá cực rẻ thôi anh em ạ. Mà ở thời buổi công nghệ tới 5.0 đến nơi rồi. Cái nghề này mình bỏ cách đây khoảng 4 năm. Ngày xưa mình bán khoảng tính một bao tải cái bộ này. Thì đặc biệt mình ở đây mình hướng dẫn cho mọi người. Mình không bao giờ dùng mũi khoan nha anh em. Tránh tình trạng. Có nhiều thần y dùng mũi khoan, khoan những cái đường gió chính, đường gió phụ này. Có ngày nó gãy. Thì anh em mình mà chưa quen hoặc là quen thì nó lại là khác. Chưa quen thì dễ bị ăn hàn. Bởi vì nhiều cái mũi khoan ở trong này chúng ta khoan có khoảng 0.6, 0.7. Đấy là chưa tới 1 ly. Nhiều lúc anh em khoan trong này anh em rung tay anh em sẽ gãy. Nó rất nguy hiểm. Thì mình sẽ dùng cho anh em những cái bộ này. Anh em ngoáy kêu như kiểu mà ngoáy lỗ tai anh em phải không? Đó. Nè. Mọi người thấy không? Ngoáy như kiểu ngoáy lỗ tai. Ok. Và lúc này mình sẽ hướng dẫn mọi người thay đổi bét chính, bét phụ và sáo nha. Đó. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái đường gió, tại sao đường gió này nó cấp vào đây. Đấy. Tiếp tục. Đấy. Ở trong này nó chẳng là gì hết, một cái đường gió chính. Thì các bạn muốn đo được cái dòng cái đường gió chính là bao nhiêu, các bạn phải đóng cái cối trong này ra. Đấy, cái cối kim trong này ra này. Đấy, mình sẽ hướng dẫn hết cho mọi người. Và cái đường gió phụ này. Đấy, nó chạy vào đây. Anh em nhìn gắn không? Mình sẽ hướng dẫn mọi người thay đổi bét chính, bét phụ và sáo nha. Đấy, sáo là cái lỗ sáo này. Đây, cái này gọi là sáo này. Đấy. Còn bình thường mình gọi cái này là bét chính thôi. Mình hướng dẫn cho mọi người gọi cái này là sáo. Rồi, cái này là bét chính. Còn cái kia là bét phụ. Ngày mai mình sẽ gửi anh em rất nhiều nha. Mình ở đây có hoàng khoảng vài ngàn con nha. Đó. Rồi về nhà các bạn có thể là mua cây nhôm này. Cây nhôm. Đấy các bạn cắt khúc và các bạn đập dẹp. Không có mình sẽ cung cấp cho mọi người mỗi người một cái cây này. Đó, một cái cây khoan này. Để mọi người bắt cái này vào. Và tất cả thông số của tất cả những bó cây này mình đều ghi và tính toán cho anh em hết. Đây. Và mình đắp mài cây. Yeah, về nhà anh em hãy mài. Đấy, mài theo mình làm cho anh em ít cái cây. Rồi những cái thông số thì anh em ở trong nhóm thì mình mới chỉ nha. Rồi thứ nhất nữa là các bạn muốn có một cái cây mà như thế này để các bạn này. Đấy, các bạn bỏ vào. Đây. Anh em bỏ cái quả xẻ, tất cả các bạn và anh em liên hệ với cái Zalo chúng ta đều vào trong nhóm học. Đây. Đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó mở miệng ra không? Đấy, chúng ta bắt cái cây này vào, ví dụ bắt những cái đầu này. Đấy. Mà anh em muốn to nữa thì ở dưới cái đít này đó, nó có múi lớn hơn. Đấy để các bạn thay thế này. Đấy, cái này thì to quá rồi, ít sử dụng. Đó. Mình đảm bảo anh em chọn bình xăng không bao giờ hư nha. Nha. Hư mình đền cho các bạn gấp đôi cái bình xăng này. Bình xăng này mình chỉ cho các bạn muốn to muốn nhỏ tùy theo các bạn thích. Kể cả những cái bét chính, bét phụ, sáo, to nhỏ tùy ý anh em thích.
không bao giờ hư. Má có nhiều thần y dạy các bạn làm những cái mũi khoan, khoan vào trong này khéo gãy tóc để mình sang này như chơi nhá. Đó. Rồi mình sẽ cấp anh em bộ đồ nghề. Và mỗi anh em có một cái thùng này chơi này. Đó. Cái giá mà mình hướng dẫn mình dạy cho anh em á, anh em làm xong cái này khéo anh em mua khoảng mẹ được con xe luôn á. Rồi còn cái này anh em nào có mua thêm thì mua này. Cái này là giòn chén xăng. Giòn chén xăng cái này của The Dream. Đấy, mình nhập khoảng 300 cái. Anh em nào ok ủng hộ mỗi người vài chục cái. Đúng không ạ? Cứ rỉ xăng là chúng ta thay, tuyệt đối những cái xin này chúng ta không được tuyệt đối dán keo. Làm thần y bị xăng con dán keo người ta cười thối cái lỗ mũi. Nè, đúng không? Đó thì anh em hãy chia sẻ like 70 người rồi. Rồi anh em nào cần cái vít của Yamaha comment vít gió chỉnh guarantee. Rồi anh em nào cần chén xăng của Excenter cần comment, không bao giờ dán keo. Trong tất cả những cái động cơ xe tay ga hay là xe số từ ron cho tới phốt, làm nghề mà dán keo coi như là vứt bỏ, đúng không ạ? Tay nghề chúng ta chưa đạt. Bất kỳ chúng ta làm một cái gì trong con xe tuyệt đối không được dán keo, trừ khi cái lốc rửa. Rồi ron xi. Ron chén xăng xi về khoảng 2000 cái. Anh em nào cần comment. Gạ xì là thay, xì là thay. Có khoảng 2000 cái nha anh em. Rồi cái van. À cái này cái vít gió guarantee của tất cả những họng ga rời. Anh em nào cần comment. Đây van guarantee này. À cái này cái vít chỉnh gió lộn guarantee. Rồi van cắt gió của xì, của quay trăm, quay trăm mười. Anh em nào cần comment. Cái này trong hết nó bán mấy trăm ngàn. Về nhà anh em thay vào lấy khoảng 280. Đấy, cái này nó bị lội gió nha anh em. Đó, nó bị dắt, nó bị lội gió, lòn gió. Rồi cái này van cắt gió của Way RS. Đấy, Way RS hoặc là bình 100 đây này anh em này. Đó. Đây. Đấy, và mình cũng hướng dẫn mọi người bịt cái van cắt gió này luôn. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hiểu về cái van cắt gió này hoạt động như thế nào luôn trong nhóm học. Đấy, nếu anh em nào có nhu cầu. Rồi, anh em Zalo nhá. Để chúng ta cùng nhau có mấy cái bộ làm thần y, làm lợi xăng này. Mấy phút rồi nè. Rồi anh em nào về cái làm bình xăng này thì anh em về nhà chỉ cần chọn cho Đình Tuấn đúng 5 bình xăng anh em dư vốn rồi. 5 bình xăng dư vốn. Đấy. Ok chưa? Đấy, cung cấp cho anh em đồ sáo, đồ bét đầy đủ. Đấy. Cái này gọi là sáo, cái này sẽ gọi là bét chính. Chúng ta thường gọi, Đình Tuấn sẽ gọi là Whistler. Mà anh em hay đêm cộng đồng, cộng sắt này. Đấy, thu to, thu nhỏ. Bữa nay mình sẽ cung cấp hết cho mọi người. Đấy, giá cực rẻ nha anh em. Giá rẻ như kiểu mà chúng ta đi tay vít, rẻ hơn cả tay vít. Thì ngày mai anh em lại có thu nhập. Mấy phút rồi? 8 phút. Rồi, tất cả thông tin về thần y, giới thần y làm lợi xăng thì anh em comment này luôn nha. Mà mình dám tuyên bố luôn trên Việt Nam này, có người sư phụ nào dạy mình làm lợi xăng mà ra đối chất với mình mà hiểu được bình xăng này, mình tặng cho nó người đó khoảng 50 triệu uống cà phê nha. Ở trên Việt Nam này có bố nào dạy em làm bình xăng này và bây giờ ra đối chất với em mà giỏi hơn em được thì mà em tặng 50 triệu nha. Ok, ngày mai mua con xe ga đi cho nó oai. Ok chưa? Rồi anh em nào ok không tiếc tiền vài đồng bạc lẻ thì anh em nào ok comment mình gửi cho anh em chọn bộ nha. Chọn bộ combo về nhà tha hồ trọt, tha hồ ngoáy. Về nhà lấy bình xăng 250, 300. Tối đưa vợ con đi ăn cái lẩu. Đời nó bớt khổ anh em ạ.
các cái này mai các cái tặng quá, mai cộng tiền đồ hết nhiều tiền, nhân chia cộng trừ mà còn tặng. Rồi hẹn anh em trong nhóm học, học online trực tuyến nha anh em. Rồi clip livestream đến đây xin phép tạm dừng, tất cả anh em là ok. Zalo nhé mọi người ơi, Zalo này đi không hết mọi người ơi. À, biết sớm thì chúng ta sẽ có tiền sớm, biết muộn thì đương nhiên là tiền lúc này chúng ta sẽ thuộc về người khác mất tiêu anh em ơi. À, thời buổi này chậm là khác nó đớp ngay ấy. À, Mai Khánh ơi, comment nổ tài khoản Tin anh em ơi, giá rẻ. À, Trung Còi cho em khóa nơi Tin tài khoản anh em ơi, Zalo Tin đi. Được không ạ? Chúng ta Tin sớm ngày nào chúng ta có tiền ngày đó, chúng ta mà cứ chần chừ không Tin thì thằng khác nó đớp mất. Cuộc đời thế mà anh em. Tin. Mai Khánh ơi, liên hệ em số tài khoản chụp Zalo Tin ngày mai cung cấp cho anh nguyên một bộ đúng không ạ? Này. Uầy, về nhà ăn trọt cái này mà không lấy được tiền cũng không phải tay ga thì Tuấn. Nhân lên anh em ơi. Nè, cho anh bộ túi đi. Nè, cho chú bộ. Mày tự về mày. Cho hết, tặng hai nhà mỗi người bộ. Hết gần tiền á. Rồi hết gần tiền. Ở tất cả anh em liên hệ với Tỷ Tuấn Zalo để chúng ta làm thần y làm lợi xăng nha anh em nha. Chậm là kẻ khác ăn mất nha anh em nha. Chúng ta phải nhân tay. Cuộc đời này mà. Rồi cái xin này van cắt gió mình ok, những anh em nào thân thiết ok luôn, mình tặng mỗi người cái hai ba cái nha. Ok. Rồi sáo tất cả mình đều được đặt và đồng thời khoan theo tiêu chuẩn quốc tế Euro nha anh em. Theo chuẩn quốc tế của 5 sao đấy. Đấy, chuẩn bị có 6 sao. Bùi Thuận, thầy giỏi thật, chuẩn bị tiền đi em ơi. Thuận ơi, chuẩn bị tiền đi em ơi. Rồi clip đến livestream đến đây xin phép tạm dừng nha anh em ơi. Anh em tất cả truy cập cái Zalo này nhá, nhăn vào bờ. Bây giờ tiếp tục để mình soạn. Từ bữa giờ cảm ơn anh em có khoảng mười mấy hai chục người đặt đăng ký làm thần y. Nhanh lên anh em ơi, Tết này có nồi bánh chưng ăn ngon đấy. Tối tí về mài, tí này về một đập quạt mài. Rồi trước khi anh em được học thần y thì đương nhiên mình sẽ cấp cho anh em tất cả những sơ đồ và nguyên lý hoạt động từ tất cả đường gió chính, đường gió phụ. Nó đơn giản giống con người của chúng ta luôn luôn có hai lỗ nha anh em, luôn luôn có một lỗ sướng và một lỗ không sướng. Ok, sẽ hiểu cho anh em tất cả lỗ này lỗ gì đúng không ạ, nó đi vào cung đạo như thế nào, cần chọt vào lúc thế nào và độ sâu bao nhiêu. Thì tất cả trong nhóm học online mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chọt cái này trong vòng khoảng bao nhiêu ly, đi vào sâu ngoáy như thế nào để đi trúng đích. Thì hẹn quý vị và anh em đăng ký sớm để vào trong nhóm học online. Rồi ngày mai tất cả mình sẽ đi photo để cho anh em về nhà tham khảo cái này. Và đặc biệt nó hay hơn nữa là trong nhóm học nha anh em. Học nó sẽ hay hơn cái này. Cái này tất cả những cái ký hiệu ABC bờ cờ. Rồi thank you anh em. Offline. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhá.